Vâng, xin chào mừng quý và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang với video tiếp theo. Em làm một đoạn clip ngắn để giới thiệu cho toàn thể các bác được biết bên em về những sản phẩm, toàn những sản phẩm của dòng B3 nhé. Với sản phẩm của lô hàng hôm nay em về thì là toàn sản phẩm cực hot luôn, đó là những sản phẩm B3 C5. Với những sản phẩm B3 C5 trong lô hàng này em về thì nó toàn là B3 C5 10 và C5 12. Với những sản phẩm nó cực kỳ chất và cực kỳ thương hiệu thì ở kênh của em thì em cũng giới thiệu chi tiết về những nội tạng sản phẩm B3 C5 này rồi. Nhưng với đoạn clip này thì em sẽ giới thiệu sơ qua về ngoại hình và mặt trước mặt sau của sản phẩm B3 C5. Với sản phẩm xịn và sản phẩm đồng ngành đứng đầu của dòng B3 thì đó là sản phẩm C5 12 này rồi. Với những sản phẩm này thì nó cực kỳ chất lượng, với tem logo. Tem logo thì nó bằng một miếng mica bóng nhá, in chữ chìm bên trong. Nó là sản phẩm đồng ngành, nó làm rất chi tiết và rất sắc nét. Và những cái hậu khung nhôm này nó là bằng một khung nhôm nhé các bác nhé. Các bác nhìn nó màu đen này, nó là bằng nhôm nhé, nó không phải bằng nhựa đâu nhé các bác nhé. Và hai ngõ lưu trích vào và ra. Và công suất của dòng loa này nó lên cũng tương đối lớn, đó là 280W, độ nhạy của nó là 94 dB và trở kháng là 8 ohm, và trọng lượng thì cực kỳ nặng, gồm 21,5 kg, cũng là trọng lượng của những chiếc thùng loa 30 sở hữu bát 30. Thì chất lượng của nó thì và trọng lượng của nó là rất nặng nhé. Về nội tạng của nó thì quá khủng khiếp rồi, nó là chạy sở hữu bát 30 và một tép ken đặc biệt của dòng loa B3 C5 này thì nó là tép của hãng Sennheiser, nó là một trong những dòng tép đỉnh cao của làng audio. Và những hãng tép Sennheiser này thì thường được lắp vào những dòng loa đầu ngành của các hãng, đặc biệt là hãng B3 thì cũng đã từng sử dụng tép của hãng Sennheiser. Nó là chỉ được lắp trong những dòng cao cấp nhất của hãng, như những hãng CF thì phải CF cá heo thì mới được lắp tép Sennheiser này. Và B3 này thì nó là B3 C5 10 và 12 đều được sử dụng dòng tép Sennheiser, nó là một trong những dòng tép cực kỳ đẳng cấp. Và với về chất bát của dòng loa C5 12 hoặc C5 10 thì chất bát của nó là cực kỳ gấu luôn, và chất âm của nó là rất ngọt ngào, rất mềm mại. Với những sản phẩm bên em về nhé, vẫn còn nguyên mộc, em quay sơ qua để mời toàn thể các bác chiêm ngưỡng những sản phẩm còn nguyên trên bãi. Khi vệ sinh xong thì nó lại rất đẹp nhé. Khi bên em cho anh em thợ lau chùi vệ sinh thì là nó lại đẹp như thế này này, đẹp như những chỗ trắng tinh này, chỗ này nó chỉ bụi bẩn theo thời gian thôi. Đúng là hàng cực chất thì nó mới có những, nó mới đẹp được như thế này. Và đúng là được hãng B3 trang bị một chiếc thùng gỗ và những chia kiểu dáng của nó thì nó là không chê vào đâu được, làm rất chắc chắn nhé. Và với sản phẩm mà bên em có về theo lẫn cả những cặp B3 Broger, với những sản phẩm Broger 12 này thì nó cũng sở hữu bát 30 và một tép ken. Thì bên em cũng cung cấp những sản phẩm Broger này cũng rất nhiều, nhưng những sản phẩm này bên em đợt này về được có gần chục đôi thôi. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Với sản phẩm của Broger này thì giá thành nó rẻ hơn của B3 C5 12. Với C5 12 có giá là vào hơn 14 triệu. Với sản phẩm này thì nó rẻ hơn được vài triệu. Với công suất của dòng loa này thì nó cũng tương đương dòng B3 C5 12. Công suất vẫn là 280W. Độ nhạy thì chỉ có 93 dB. Và trọng lượng của thằng này thì còn nặng hơn cả C5 12, vì nó là thùng nó to hơn một chút nên là trọng lượng nó nặng, rất rất nặng. Và với sản phẩm những chiếc súp, bên em lại về được những quả súp cực kỳ thương hiệu, cực
cực kỳ chất lượng, nó là những quả súp hơi, súp hơi 50, súp hơi 50 của hãng Party House với sản phẩm thương hiệu đến từ Nhật. Thì sản phẩm này nó đánh thì rất uy lực, và đặc biệt quả thủ súp này thì nó cực kỳ sâu luôn, nên là việc chống nó đánh cắt xuống rất sâu. Và chiều sâu thì em thử đo áng qua xem nào. 1, 2, 3 gang là 60 phân nữa. Ít nhất cái thùng này nó cũng rơi vào khoảng 70 phân, hơn 70 phân. Chiều sâu, cực sâu luôn nhé các bác nhé. Nó làm rất gấu, rất uy lực, nhìn trông cực kỳ khỏe khoắn nhé. Và giờ đây em quay lướt qua những sản phẩm bên em về để mời thầy các bác chiêm ngưỡng. Trong kia là những cặp C5 12. Đấy, những cặp B3 C5 12. Rất nhiều, màu trắng đồng đều hết nhé các bác nhé. Trắng tinh luôn, những sản phẩm này được lau chùi thì nó sẽ trắng và đẹp gần như mới luôn. Nói về chất lượng của nó thì không thể thay đổi được, bởi vì hàng mới với cả hàng đã qua sử dụng này thì chất lượng về âm thanh thì nó không bao giờ thay đổi đâu nhé các bác nhé. Bởi vì nó là sản phẩm của sản phẩm xịn, thương hiệu, cực kỳ thương hiệu thì chất lượng của nó thì không thay đổi đâu. Và đây bên em lại về được những cặp loa, xen lẫn những cặp loa Z21235 ạ. Sản phẩm này thì nó cũng rất gấu, nó là cực gấu luôn ấy. Dòng này thì nó chạy tép 17 nhé, tép từ 17 côn 75 và một chiếc bát 30. Nên là công suất của dòng loa này thì nó 250W và độ nhạy của nó là độ nhạy rất lớn nhé, 97 dB. Trọng lượng của thằng này thì khủng hơn, bởi vì nó sở hữu những củ thép khủng hơn nên trọng lượng nó nặng hơn, lên đến 28 kg. Dòng này nó có những cái đai sắt để treo, rất tuyệt vời. Khi những sản phẩm này mà các bác được sở hữu để dùng hát karaoke và nghe nhạc thì những sản phẩm nó là đỉnh cao rồi. Vâng, em cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và các bác đừng quên bấm nút đăng ký kênh của em để được cập nhật tất cả những video sớm nhất khi bên em đưa lên.